Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 4 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 79. Ngay ngày nay nữa là chúng ta còn đúng 2 tháng nữa lễ viếng Quan Âm Bồ Tát, quý vị. Đúng không? 18 tháng 4 rồi 18 tháng 6. Chúng ta còn đúng 2 tháng nữa. Ngày âm lịch nha quý vị là lễ viếng Quan Âm Bồ Tát. Chuyến này lễ viếng Quan Âm Bồ Tát tháng 6 này chắc những đức nghĩ rằng là chắc là rất đông người quý vị ạ. Cái chỗ mà mừng nhất của mình tổ chức lễ quý vị mà đông người về, những đức mừng nhất đó là gì? Mỗi một Phật tử về chùa mình, quý vị nghe pháp, quý vị có được phương pháp tu, quý vị được thỉnh tượng Phật đem về nhà, thì trong gia đình quý vị có ngôi tam bảo, đó là điều những đức mừng nhất. Và Như Đức là đã chia sẻ thần ngôi tam bảo trong gia đình được những lợi ích như thế nào rất nhiều lần. Vì động viên quý vị thờ ngôi tam bảo trong gia đình. Vì từ đời của mình được thờ ngôi tam bảo, đời con cháu mình cũng được thờ ngôi tam bảo. Có một cái cô này, cô thờ ngôi tam bảo trong gia đình. Và cô hỏi con của cô rằng: mẹ, cuộc đời mẹ nhờ gặp Phật Pháp mà hóa giải được rất nhiều cái khổ. Mẹ nhờ trong gia đình có ngôi tam bảo, thỉnh tượng Phật ở chùa của thầy em về tôn tượng ở trong nhà, và mỗi ngày niệm Phật lễ Phật sáng tối, lúc rảnh thì cũng lên ngôi tam bảo niệm Phật, nên tâm trạng của mẹ rất an lạc, rất là vui. Mẹ hỏi con: mẹ học Phật vui và tốt như vậy, tới đời của con có thờ ngôi tam bảo hay không? Thì con của cô trả lời rằng: đời con mà đời con của con cũng tiếp nối như mẹ tiếp nối cho con, tiếp tục thờ ngôi tam bảo và học theo mẹ niệm Phật lễ Phật, vì con thấy chính mẹ niệm Phật lễ Phật được lợi rất là lớn. Khi cô nghe câu này, quý vị biết, cô vui mà xúc động, mừng mà rơi nước mắt. Cô đến cô gặp những đức, cô kể mà cô mừng. Người mẹ mừng mà đến mức mà giống như còn hơn là lượm được châu báu khi nghe con nói điều đó. Khi quý vị cảm nhận được Phật Pháp thù thắng, Phật Pháp đặc biệt, thì 100% quý vị sẽ đi con đường này không bao giờ thối tâm. Không bao giờ thối tâm. Nên cái niềm vui những đức lớn nhất mà tổ chức lễ hội cho Phật tử về đa phần đều là tu tập. Như cái lễ viếng Phật đản những đức tổ chức, thì thấy niệm Phật, tu tập, nghe Pháp, được
anh chị ca sĩ hát những bài nhạc Phật giáo. Có nghĩa là cái tâm những đức muốn mở rộng ra. Người đủ duyên thì người ta chuyên niệm Phật giảng sanh, còn người muốn kết duyên thì kết duyên cho họ. Nghĩa là mở rộng ra luôn. Cả các anh chị ca sĩ họ cũng được kết duyên, tu duyên tu phước luôn. Và chính bản thân của họ cũng được đem lời ca tiếng hát, những văn tự Phật Pháp truyền tải. Và chính họ hát ở chùa mình cũng niệm Phật. Niệm Phật, những người quý mến họ cũng nghe câu Phật hiệu của họ niệm ra. Những đức mừng, miệng ai niệm Phật cũng được, chỉ cần niệm có câu Phật hiệu cho chúng sanh nghe là những đức rất mừng. Mình cảm nhận được sâu sắc nhờ gặp Phật Pháp mà cứu được cuộc đời của mình, cho mình một lối sống rất ý nghĩa, rất đặc biệt. Như chương trình khiếm thị những đức vừa tổ chức xong, quý vị biết rằng một chương trình tổ chức cực kỳ đơn giản, như những đức nói chuyện đại chúng giống như bốc hơi quý vị. Tự nhiên chùa mình hì lên cái chục ngàn người xuất hiện chùa mình kính mít nha, bên chùa Hộ Pháp chưa lại cái biến cái mất tiêu, là giống như mình về nhà chưa, trở lại hoàn cảnh bình thường. Nhưng mà để lại trong tâm con người ta bao nhiêu cái nhân duyên, cái đi về chùa mình, từ niệm Phật, từ nghe Pháp, từ được tình thương mến thương giữa con người đến con người, giúp đỡ họ. Nên tất cả người trong chùa mình đều thấy cái chương trình tổ chức rất rõ ràng, niệm niệm nghĩ về người. Nên mấy anh em từ Đại Tùng Lâm qua để phụ trợ cực lực hết mình, đúng rõ ràng thầy không làm thiệt. Ông cho tùy người khiếm thị, ông bao xe người khiếm thị đi. Ông làm bằng cả tấm lòng, khuyên Phật tử tặng tiền người khiếm thị thêm một chút nữa. Cuộc đời mình thấy mình mừng. Như bữa chương trình khiếm thị như Đức nói một câu, mình mừng. Mình mừng vì mình có thân người, mình gặp Phật Pháp, mình tin sâu nhân quả. Mừng là vì cuộc đời mình đỡ tạo tội nghiệp gì khi đi đến cuộc đời này. Không phải là không tạo, mà ở cõi đời này nhất định ít nhiều gì chúng ta đều có tạo nghiệp, vì tạo nghiệp chướng nên mới đến đây. Nhưng mà mình rất mừng là bản thân mình mỗi ngày tu duyên tu phước nhiều hơn, rất nhiều hơn cái việc mình nghĩ những điều xấu, những điều không phải. Nên chúng ta là người học Phật, mình có duyên tu được phước duyên, mình rất mừng. Thấy người khác tạo nghiệp chướng, chúng ta tạo nghiệp họ. Khi chúng ta có được cái tâm này quý vị, tức khắc dịu tâm lại. Tại vì cuộc đời có người mấy mươi năm ngắn ngủi cho đi qua thôi. Nhưng nếu như bản thân mình không nhận thức sâu sắc thì cuộc đời mình cũng sống một đời vô nghĩa lắm quý vị à. Nhưng Đức thấy rằng bản thân mình bây giờ sống những ngày tháng rất là có ý nghĩa. Và Phật Pháp đã cho mình được một cái nội tâm an lạc. Nên dù cuộc đời có nghiêng ngả như thế nào, sự việc gì có đến với mình, bản thân mình vẫn cảm thấy vui. Vì chỗ nương tựa bình an nhất của cuộc đời người đó là nương tựa về nhân quả. Khi bị nương tựa vào nhân quả, quý vị sẽ cực kỳ an lạc và bình tĩnh. Vì trong cuộc đời này, tu hành hay không tu hành gì, những việc gì khi đến thì nó phải đến. Thí dụ như chúng ta không có tu hành gì hết, khi những việc nghiêng ngả trong cuộc đời ập đến với mình, bản thân mình có khi đỡ không nổi. Nhưng người học Phật được một cái lợi ích cực kỳ lớn luôn. Đó là gì? Đó là chúng ta nương vào nhân quả. Mà đã nương vào nhân quả thì xin thưa quý vị, chúng ta đều có cái giải mã hết. Tại vì mình nương vào nhân quả đó là mình tin nhân, tin quả. Tin mình gieo nhân thì mình gặt quả. Nên học Phật được một sự lợi ích cực kỳ quan trọng. Đó là gì? Đó là trong cái sự nghiệt ngã gì khi đến với chúng ta đều rất bình thản. Đây mới là sự an lạc phước duyên lớn nhất của đời người. Cuộc đời người có thịnh thì ắt có suy, có thương thì nhất định là có ghét. Thí dụ như trong cõi đời này có
có mùi thơm thì nó cũng có mùi hôi. Đúng quý vị? Chứ đâu phải là hôi, hôi thối không đâu. Mà đều là có thơm mà. Có thơm, có hôi. Nếu như quý vị học Phật nhận thức được thì quý vị sẽ ngửi được mùi thơm. Còn nếu như quý vị không nhận thức được thì quý vị thích ngửi mùi hôi. Trong cái cuộc đời này có thiện, có ác. Nếu như quý vị tâm quý vị thiện nhiều, quý vị sẽ nhìn cái thiện. Tâm quý vị ác nhiều, quý vị sẽ nhìn cái ác. Phần nhiều con người chúng ta đến với cái cõi này là vì nghiệp chướng chiêu cảm. Chướng quý vị, nó gọi là nhân sinh thù nghiệp. Đã là nghiệp chướng chiêu cảm, nhân sinh thù nghiệp, thì đa phần con người đi đến đây là nghịch nhiều. Đã là nghịch nhiều thì đa phần chúng ta thường nhìn thấy cái xấu, ít bao giờ nhìn được cái tốt. Mỗi một con người được sinh đến với cuộc đời này, dù họ có xấu cỡ nào họ cũng sẽ có cái tốt, và họ tốt cỡ nào họ cũng có cái xấu. Nhớ kỹ. Nhưng nếu tâm con người mình không đúng, mình sẽ nhìn đa phần cái không đúng. Còn nếu như tâm quý vị có cái tốt, quý vị nhìn ra tốt. Dù người ta có chửi quý vị cũng có cái tốt. Nên cái chỗ mà những đức nhắc hàng Phật tử, nghe những đức, thường những đức cứ nhắc là đừng binh những việc không phải của mình. Cả bản thân những đức, chuyện của những đức cũng không phải chuyện của quý vị. Vì nhân những đức gieo, quả những đức chịu. Chuyện này những đức không bao giờ kéo. Những con người biết những đức đi vào cái tạo nghiệp không? Vì sao? Vì mình muốn sanh cực lạc. Mình muốn sanh cực lạc thì trong cuộc đời này chả càng tốt. Quý vị nhớ kỹ, hoặc Bồ Tát cũng thì hiện bậc trái. Phật Bồ Tát rất từ bi, chỉ cần nghĩ cho chúng sanh đỡ đau khổ một chút thì Phật Bồ Tát làm. Thí dụ như mình ở cõi này, mình bị người ta chửi, mình bị người ta nói thôi, nó chỉ là nghe qua tai như một cơn gió thôi quý vị. Phật Bồ Tát có thể làm điều này để giúp cho mình tiêu cái nghiệp quả báo của tâm thân tâm. Nhớ nghe quý vị, nếu như mình đọa trong tam đồ ác đạo thì thân tâm mình đều đau khổ. Còn nếu ở cõi này mình trả qua báo thì mình trả như một cơn gió vậy. Xong. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nhắc mình: này các con, hãy chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi này thôi. Đức Thích Ca Mâu Ni ngài dạy rất hay: này các con, hãy chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi này thôi. Xong. Nếu như quý vị là người thật sự muốn niệm Phật sanh cực lạc thì quý vị sẽ rất vui trả trong mọi hoàn cảnh. Thà mình trả ở đây, người ta cũng không đến nỗi đánh đập mình, đau khổ, bể đầu, chảy máu, môi mắt, chặt tay chặt chân. Không có. Người ta chỉ dùng một hai lời nói sanh qua cái ngã của mình thôi. Một hai lời nói đó như một cơn gió vậy, nhưng mà động lại là cái ngã của người mình để sanh ra tức tối. Nhưng nếu như mình thật sự mình muốn sanh cực lạc thì những lời nói đó cũng như một cơn gió thổi qua, không động lại. Không động lại. Nguyên một khoảng thời gian có những người ta cũng nói như đức này kia, những đức đều coi hết quý vị, và coi hết để rèn tâm mình. Và xong rồi những đức nói với mấy chú trong chùa như đức này: từ hôm nay, những đức nói với mấy chú trong chùa, những người làm phim một câu, và tất cả hàng Phật tử một câu rằng: không cần xem, không cần nhìn ngó tới. Nếu như quý vị quý những đức, chỉ nghe những đức chia sẻ Phật pháp, không cần để ý tới những cái ngoài cái việc của mình, nghe pháp niệm Phật giảng sanh. Còn ai muốn nói gì, ai muốn cắt xén gì, không cần coi tới, không cần để ý tới. Nếu như quý vị làm được vậy là khỏe quá, xong rồi. Như bản thân những đức, thời gian những đức cũng coi, những đức đều biết hết. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay những đức chấm dứt,
không coi, không để ý, không nhìn ngó tới. Chuyện mình cứ lo mình, làm cho tốt, nuôi các cụ già. Và cái trang mình coi trang mình. Và những đức cũng không quan trọng nhìn tới. Việc bình luận thương ghét không để ý tới luôn. Có nghĩa là đi từng công đoạn mình coi rồi, mình tâm mình vẫn giữ được ổn định, vui vẻ, an lạc. Đến lúc rồi, không cần phải nạp vô những cái không có đẹp đẽ vào tâm làm gì. Nên quý vị nhớ rằng mình muốn ngửi cái mùi hương của cực lạc thì chúng ta phải có sự an lạc. Còn có những người ta muốn ngửi cái mùi của tam độ ác đạo thì người ta phải đi sân si. Mỗi một con người có sự chọn lựa. Chúng ta là người thông minh, hãy chọn lựa con đường của mình đi đi. Mình học Phật, Phật Pháp có những cái lý luận vô cùng đẹp, vô cùng đặc biệt và cũng vô cùng sắc bén. Nếu như nghe thật kỹ, nếu như thật sự thông minh hiểu biết, nghe kỹ thì cũng rất là sắc bén chứ không đơn giản quý vị. Sắc bén để nó chặt đi những cái tâm gai góc của mình, những cái tâm ích kỷ nhỏ mọn của mình, những cái tâm chỉ nhìn được cái xấu, không nhìn được cái tốt của mình. Nhưng cái nghiệp chướng mình nó quá nặng, người ta muốn chặt giúp mình mà nó không đứt được thì mình gán chịu. Tấm lòng của mình cũng làm hết khả năng vậy thôi. Nên quý vị nhớ mỗi ngày niệm Phật, nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Nghĩ những việc thiện làm được, làm những việc gì thiện được làm những việc gì tốt được làm. Trong cuộc đời này khi đủ duyên cứ cố gắng mà làm. Duyên đủ thì làm, duyên hết thì buông. Không có một việc gì quan trọng bằng việc niệm Phật sanh cực lạc. Việc niệm Phật sanh cực lạc là việc quan trọng nhất. Chúng ta mỗi người hãy gầy dựng cái việc niệm Phật sanh cực lạc đi. Vì đây là việc quan trọng nhất. Một đời chúng ta cứ đi đến. Đi đến cái gì? Đi đến phần mộ, đi đến lò thiêu. Thì bây giờ chúng ta hãy gầy dựng con đường đi này, đi đến chỗ giải thoát. Ai cũng sẽ đi đến phần mộ và ai cũng đi đến lò thiêu. Quý vị mỗi ngày nghe như vậy rồi tự mình nhận thức. Những đức nói thiệt, nếu ai là người niệm Phật và muốn sanh cực lạc mà nghe những điều chia sẻ này, quý vị sẽ nhẹ nhàng tâm trí lắm. Quý vị hỏi những đức vì sao? Thầy lo cho bao nhiêu con người như vậy mà thầy nhẹ nhàng như vậy? Những đức nói rằng, nhẹ nhàng mới nuôi được nhiều người, nhẹ nhàng mới làm được nhiều việc tốt. Nếu như mỗi ngày nặng nề, sao làm đấy? Nặng nề mình bệnh, mình chết rồi, sao làm? Thấy không? Đó. Nên cái rất là quan trọng, cái việc giữ tâm được an lạc, giữ tâm bình tĩnh. Bất cứ việc gì trong cuộc đời nó đều có lối thoát hết quý vị ạ. Vì có người cuối cùng ai cũng sẽ chết, nên đều có lối thoát. Nên những đức nói rằng mình mừng khi có thân người, và mừng khi mình được nghe Phật Pháp, và mừng mỗi ngày mình sống an lạc, nhớ Phật, niệm Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Những đức chúc mừng những con người có được tâm này. Chúc mừng quý vị. Chúc mừng quý vị mỗi ngày dưỡng tâm để cầu giải thoát, hướng thượng, hướng về Tây Phương Cực Lạc. Mình nghĩ đến, dù là bây giờ mình có thăng hoa, có lên voi xuống ngựa gì, lên xe xuống ngựa gì, suy nghĩ đến cái lúc cuối cuộc đời mình mà vua Diêm Vương cho đầu trâu mặt ngựa đến dẫn mình đi, thì quý vị suy nghĩ như sao? Bây giờ mình có khổ đau cỡ nào, mình nghĩ tương lai Phật A Di Đà cầm đài sen đến rước mình về cực lạc, quý vị cảm giác như sao? Hãy cảm giác điều mà Phật A Di Đà cầm đài sen rước mình về cực lạc đi, để trong cuộc đời này mình không cần hơn thua đấu đá nữa. Điều niệm niệm nghĩ về người, mong lợi ích cho người. Một cái nghĩ mà bản thân mình vui, an lạc. Một cái nghĩ mà giúp cho mình cực kỳ nhẹ nhàng. Một cái nương mà cực kỳ yên tâm. Đó là gì? Nương vào nhân quả. Tính sâu nhân quả là điều đặc biệt nhất trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta thiếu bao nhiêu món nợ gì khi đến với cuộc đời này là cơ hội chúng ta trả cho xong. Đó là cái tuyệt vời nhất. Nếu như người thật sự tin nhân quả, trả hết, trả vui vẻ. Vì sao? Vì tương lai Phật A Di Đà cầm đài sen đến rước mình về cực lạc. Quá đặc biệt quý vị. Nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị. Tín nguyện niệm Phật kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Thank you.